số 6 người ta như sau. 4 bảo vật quốc gia được lưu trữ trong bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam thuộc giai đoạn kháng chiến nào? Đáp án A đó chính là chống Pháp, đáp án B là chống Mỹ và đáp án C chính là chống Nhật. Vâng, đáp án của câu hỏi số 6 không có đáp án nào khác, đó chính là đáp án B. 4 bảo vật quốc gia được lưu trữ trong bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam thuộc giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Và mình sẽ cung cấp một vài thông tin như sau. Đó chính là trong 7 bảo vật quốc gia thuộc loại hình lịch sử chiến tranh cách mạng thì bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam có 4 bảo vật, đó chính là máy bay MiG-21F96 số hiệu là 5121, xe tăng số hiệu là 843 và với máy bay là số hiệu 4324 và bản đồ quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh. Câu hỏi số 7 như sau. Ai là người đầu tiên bắn hạ máy bay B-52 của Mỹ? Đáp án A đó chính là Nguyễn Đức Soát, đáp án B là Nguyễn Ngọc Lan và đáp án C đó chính là Phạm Tuân ạ. Vâng ạ, không ai khác đó chính là Phạm Tuân. Phạm Tuân là người đầu tiên bắn hạ máy bay B-52 của Mỹ. Và Phạm Tuân sinh năm 1947. Ông là phi công phi hành gia của người Việt. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980. Ông cũng là người bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ và trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và đã trở về an toàn. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 8 nhé. Chiếc máy bay MiG-21 mang hiệu số là 4324 có 14 ngôi sao đỏ trên thân thể hiện điều gì? Đáp án A đó chính là đánh dấu số người đã từng lái chiếc máy bay này. Đáp án B đó chính là đánh dấu số máy bay Mỹ đã bị bắn hạ bởi chiếc máy bay này. Và đáp án C đó chính là đánh dấu là chiếc máy bay của đoàn không quân sao đỏ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, đáp án của chúng ta đó chính là đáp án B. Xin chúc mừng các bạn. Đó chính là chiếc máy bay của chúng ta đã đánh dấu số máy bay Mỹ đã bị bắn hạ bởi chiếc máy bay này. Và chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 4324 đó chính là chiếc máy bay nhiều sao nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam. 14 sao trên mũi là biểu tượng cho 14 chiến công oanh liệt bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời Việt Nam. Và về nguồn gốc của biểu tượng ngôi sao in trên mũi máy bay thì phải kể đến trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến năm 1967 khi Bác Hồ thăm một đơn vị không quân. Ở trong cuộc gặp gỡ trong thời gian đó thì Bác đề nghị mỗi phi công nếu bắn rơi được một máy bay Mỹ thì sẽ được tặng một huy hiệu của người và gắn một ngôi sao trên mũi của chiếc máy bay đó. Và nếu bắn rơi hai máy bay địch thì sẽ được in hai ngôi sao. Và kể từ đó thì nhiều máy bay của Không quân Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm, lập công lớn và được in hình ngôi sao trên mũi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu hỏi số 9 ạ. Trong MV âm nhạc mới phát hành của ca sĩ Đức Phúc mang tên Hết Thương Cạn Nhớ, ai là người đóng vai Thị Nở? Đáp án A đó chính là Đỗ Mỹ Linh, đáp án B đó chính là Hoàng Thùy và đáp án C chính là Phạm Hương. Chắc chắn rồi, đáp án của chúng ta đó chính là trong MV âm nhạc mới phát hành của ca sĩ Đức Phúc mang tên là Hết Thương Cạn Nhớ thì Đỗ Mỹ Linh chính là người đóng vai Thị Nở. Rồi câu hỏi cuối cùng của chúng ta đó chính là như sau. Trên thân cột cờ Hà Nội có thiết kế 39 ô cửa sổ hình hoa gì? Đáp án A là hoa thị, đáp án B là hoa mai và đáp án C chính là hoa đào. Vâng, rất là chính xác, đó chính là câu hỏi đáp án vô cùng chính xác, đó chính là đáp án A, đó chính là hoa thị. Trên thân cột cờ của Hà Nội có thiết kế 39 ô cửa sổ hình hoa thị.